Wow, trải nghiệm vui xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một ruộng đậu bắp được xem là mình có thể nói là lớn nhất Cần Thơ. Đây là một mình đang ở giữa ruộng đậu bắp luôn nè các bạn. Mình sẽ quay phim cho các bạn coi. Mấy chị, mình gặp mấy chị ở đằng xa xa, mấy chị hái đậu bắp rất là dễ thương luôn. Này các bạn thấy không, ruộng đậu bắp bự lắm, bự luôn. Cái này á, mà các bạn ai mà mấy bạn nữ á, mà thích check-in sống ảo xuống đây, trời ơi chụp hình cũng đẹp luôn. Bông đậu bắp đẹp, ruộng đậu bắp lớn mênh mông luôn. Đây mình sẽ quay từ từ cho các bạn coi nha. Đẹp quá đẹp luôn. Đó các bạn thấy không? Đẹp quá à, em chạy nghe em thấy đẹp quá em quẹo vô. Rồi. Đây là mấy chị hái đậu bắp nha các bạn. Mấy chị quá trời dễ thương luôn. Trời ơi. Người gì đâu mà dễ thương quá trời không biết. À. Lúc trước cái ruộng mình như là em thấy trồng bắp đúng không? Em trước em có chạy nghe một lần là trồng bắp. À, giờ là trồng đậu bắp. Ừ. Đậu bắp coi bộ trúng quá trúng nè. Giá đậu đỡ không chị? Rồi vậy là trái đậu bắp kìa các bạn ơi. Trái đậu bắp đẹp nhưng mà không thấy chị đậu bắp. Chị bịt miệng bịt mặt hết trơn, không thấy gì hết trơn á mấy bạn ơi. Dạ. Bữa nào lên trên YouTube gõ mấy chị bán đậu bắp dễ thương, mấy chị hái đậu bắp dễ thương. Ừ là hiện lên liền. Ừ. Đậu bắp hay đậu bắp. Tính ra cái ruộng đậu bắp này là lớn nhất mà em thấy luôn á ta. Em chạy vòng vòng em không thấy cái ruộng nào lớn hả? 2 công với 3 công thôi. Ruộng này là bao nhiêu công chị? 8 công. Ruộng này là 8 công đậu bắp. 8 công đậu bắp mà qua một vụ rồi chắc khoảng kiếm khoảng 2 tỷ với các bạn. Tiền lời khoảng 2 tỷ. Đâu dữ vậy? Nói 200 thôi. 200 hả? 2 tỷ là tao nói mình nó dám á. Nói nhiều quá ta xuống ta kiếm nhà mình nữa mà. Thường đó là mấy bữa mình bẻ một lần, ngày nào cũng bẻ hết trơn. Một ngày là bẻ giáp luôn không chị, hay là mình chia khu ra giáp luôn? À quá hay. Cái này là nó mau già lắm, mình phải bẻ liên tục mấy bạn ơi. Ở đây là Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Ủa Thốt Nốt có ôm không? Thốt Nốt, đây là quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ nha mấy bạn. Đây mình quay. Quận Ô Môn. À, có khoảng 10 chị đang bẻ đậu bắp. Chị một anh. Dạ. Dạ. Đẹp quá. À. Đây là trên đây là bông. Bông đậu bắp quá đẹp luôn ha. Thường á là chị ơi, cây đậu bắp là mình thu hoạch bao lâu là nó bị tàn? Đậu bắp mình thu hoạch bao lâu là nó bị tàn chị? Hơn 2 tháng ha. Hơn 2 tháng là đậu bắp nó tàn. Tính ra cái thời gian thu hoạch nó cũng lâu lắm á các bạn. Không không, em kiếm trái rồi là được rồi. Quay mấy chị một lần nữa nha. Đây mấy chị quê ở Cần Thơ, Cần Thơ gạo trắng nước trong nha các bạn. Mấy chị ai cũng dễ thương hết á. Đây chị cầm đậu bắp nè. Quá đẹp. Rồi quá đẹp. Đâu đâu mấy chị ở đâu? Rồi một bọc đậu bắp mấy chị hái vừa xong luôn các bạn. Đây một bịch đậu bắp luôn đó. Rồi sao qua bên kia quay chị bên kia đây ta. Đạp đạp không? À nó có hàng. À ok. Đây. Ồ trái đậu bắp bự quá vậy. Đậu bắp xanh. Đậu bắp xanh hả? Đây. Mỗi người đều có một bọc. Người nào cũng có một bọc hả chứ. Rồi. Trời chúc mấy chị ngày vui vẻ nha. Em tạm biệt mấy chị, em cảm ơn nhiều.
Rồi hái xong vụ đậu bắp này là mỗi người là một cái nhà 300 triệu hết đó các bạn, xây được một cái nhà hết trơn luôn, đẹp quá.